Kính chào quý vị, chào các bạn. Chương trình An ninh Đà Nẵng tuần này có những nội dung chính sau đây. Công an thành phố Đà Nẵng chung tay bảo vệ môi trường vì thành công của cuộc thi trình diễn pháo hoa. Bắt một vụ buôn bán ma túy dạng cỏ Mỹ có số lượng lớn trên địa bàn quận Liên Chiểu. Nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng ném đá vỡ kính hàng loạt ô tô. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Chiều ngày 23 tháng 5, đoàn Sở Cảnh sát thành phố Daegu, Hàn Quốc do Trung tướng Kim Sang-won giám đốc làm trưởng đoàn đã đến thăm và có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm công tác với Công an thành phố Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Văn Tam, giám đốc Công an thành phố đã giới thiệu sơ lược với đoàn Sở Cảnh sát thành phố Daegu về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn thành phố thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa Đà Nẵng với các địa phương của Hàn Quốc, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, nhà đầu tư Hàn Quốc đang và sẽ đến hợp tác đầu tư, làm việc, du lịch tại Đà Nẵng. Trung tướng Kim Sang-won nhấn mạnh, cũng như thành phố Đà Nẵng, thành phố Daegu đang hướng đến thành phố toàn cầu, nên công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau trong công tác phòng chống tội phạm. Cùng ngày, đoàn cảnh sát bang New South Wales nước Úc đã đến thăm và giao lưu tại công an thành phố Đà Nẵng. Hai bên đã trao đổi với nhau về một số vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời bày tỏ nhiều dự định nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và trao đổi nghiệp vụ trong thời gian đến. Thưa quý vị và các bạn, đêm thứ hai của cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội pháo hoa, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng còn chung tay cùng các lực lượng của thành phố làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Việc làm này đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân và du khách. Ngay từ chiều, chỉ trước vài tiếng đồng hồ, khi đêm thứ hai của lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2017 diễn ra, các cán bộ chiến sĩ của Công an thành phố Đà Nẵng đã tất bật với việc triển khai xuống từng địa bàn trọng điểm để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đường phố lúc này vẫn còn sạch sẽ và thoáng đãng, với hai cái tên Nhật Bản và Thụy Sĩ đã thu hút một lượng lớn khách du lịch và người dân thành phố đến với cuộc thi để thưởng thức. Người nào cũng tranh thủ đến sớm, nhưng trên tay không quên cầm theo đồ ăn, nước uống. Cứ thế, từng bịch ni lông đủ loại, to có, nhỏ có, theo tay người đổ về nơi khán đài và khu vực lân cận. Có mặt ở khắp mọi nơi, mỗi cán bộ chiến sĩ của Công an thành phố Đà Nẵng tự ý thức khi thấy rác mà mọi người xả ra và nhanh chóng làm sạch nơi mình thực hiện nhiệm vụ. Không những vậy, họ cũng nhắc nhở người dân và du khách chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác vào thùng đúng nơi quy định. Việc làm này đã để lại ấn tượng trong lòng du khách gần xa. Với những cái hành động mà chẳng hạn như là khi kết thúc chương trình ý, mà cái lực lượng an ninh này kết hợp với lại bên bảo vệ môi trường thu dọn những cái mà hiện trường mà vừa sử dụng xong ấy, thì mình thấy đấy là một cái hành động rất là tốt đẹp. Em thấy có những chú công an hay là những người giữ gìn an ninh trật tự nơi đây phải đi nhặt từng vỏ lon, từng bì rác để giúp quan cảnh ở đây sạch đẹp hơn. Và hành động đó em nghĩ rất là đáng tuyên dương và hoan nghênh. Đêm tranh tài với chủ đề thổ đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ai nấy đều không quên mang về những tài sản có giá trị, nhưng lại quên một thứ là rác. Và khi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đã cơ bản hoàn thành, các chiến sĩ của Công an thành phố Đà Nẵng lại nhanh tay thu gom các chai nước, giấy báo trên khán đài cũng như trên những cây cầu. Việc làm này như một lẽ tự nhiên vì một thành phố Đà Nẵng luôn đẹp trong mắt mỗi người. Sau đây là phần tin liên quan đến an ninh trật tự trong tuần qua. Tối 24 tháng 5, Tổ tuần tra 8394 và Công an phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã phát hiện bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy, thu giữ trên 35 kg ma túy dạng cỏ Mỹ. Khi các đối tượng này đang tiến hành mua bán thì bị lực lượng tuần tra 8394 phường Hòa Khánh Nam phát hiện bắt quả tang.
Trước chứng cứ không thể chối cãi, Đào Quang Đạt, 22 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam khai nhận đang bán 500 gram cỏ Mỹ cho con nghiện với giá 5 triệu đồng. Đối tượng cùng tang vật được đưa về công an phường để tiếp tục điều tra mở rộng. Đào Quang Đạt nhận là hiện đang ở phòng trọ ở kiệt 119 Phạm Duy Sương, cùng ở một tên bọn tên là Phạm Văn Đông, cùng trú ở Đại Lộc Quảng Nam, cũng là cùng có hành vi là mua bán trái phép chất ma túy. Thì công an phường đã là xin ý kiến lãnh đạo công an quận và tiến hành khám xét. Khám xét tại số nhà K191/2/9 đường Phạm Như Sương, công an phường Hòa Khánh Nam thu giữ nhiều bao chứa cỏ Mỹ, khoảng 35 kg, các hóa chất, hương liệu pha chế cùng nhiều loại bao bì dùng để đóng gói, chia nhỏ bán cho các con nghiện. Được biết, số ma túy dạng cỏ Mỹ thu được từ vụ án này được xem là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn quận Liên Chiểu. Đây là chiến công lớn của lực lượng tuần tra 8394 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, chặt đứt vòi bạch tuộc đang vươn rộng, đầu độc nơi có hàng chục nghìn công nhân và sinh viên thuê trọ trên địa bàn. Trưa ngày 23 tháng 5, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm động vật có dấu hiệu mất vệ sinh an toàn thực phẩm, thu giữ hàng trăm kg mỡ động vật chưa qua sơ chế. Đây là cơ sở kinh doanh của hộ ông Trần Dũng, 46 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Tại thời điểm kiểm tra, Công an quận Liên Chiểu phát hiện trong cơ sở này có một tủ đông chứa hơn 100 kg mỡ động vật đã qua sơ chế. Thế nhưng trong các bao sản phẩm động vật đông lạnh vẫn có cả xác ruồi nhặng. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 200 kg mỡ động vật chưa qua sơ chế để trên nền đất, ruồi nhặng bù đầy. Làm việc với Công an quận Liên Chiểu, chủ cơ sở kinh doanh này không xuất trình được giấy phép kinh doanh, các sản phẩm động vật không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các dụng cụ dùng để sản xuất đều cáu bẩn. Lực lượng chức năng đã tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật nói trên. Khoảng 12 giờ trưa ngày 23 tháng 5, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng phát hiện xe ô tô tải do tài xế Võ Nguyễn Tân Cường, 28 tuổi, trú Ninh Hải, Ninh Thuận điều khiển, chở theo gần 250 kg gân bò đựng trong nhiều thùng xốp đang bảo quản lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thực phẩm nói trên. Theo ghi nhận, số gân bò này được nhận vận chuyển từ một chủ cửa hàng ở tỉnh Hưng Yên vào Đà Nẵng tiêu thụ. Sáng ngày 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ đối tượng Phan Văn Tính có lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Tháng 8 năm 2016, Tính gây ra vụ cố ý gây thương tích, để lại hậu quả nghiêm trọng rồi bỏ trốn. Đến tháng 5 năm 2017, Tính ra Đà Nẵng làm công nhân xây dựng tại địa bàn phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn thì bị bắt giữ. Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê vừa làm rõ một đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó vào sáng ngày 17 tháng 5, Lê Hoàng Thiện, 18 tuổi, trú xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, đến một quán bán hàng tại tổ 90 phường Xuân Hà để mua sữa. Lợi dụng sơ hở của chủ quán, Thiện đã nhanh tay lấy điện thoại di động trị giá 5 triệu đồng rồi tẩu thoát. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ 12 chiếc xe ô tô đậu trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Đà Nẵng và một số nơi khác đã bị đập vỡ kính, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Sau một thời gian khẩn trương điều tra truy xét, tối ngày 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã làm rõ được thủ phạm và bắt giữ 9 đối tượng gây án. Trước đó, từ đêm 20 đến rạng sáng ngày 21 tháng 5, hàng loạt xe ô tô đậu trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và một số nơi khác bị đập vỡ các cửa kính. Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, có 9 xe ở quận Hải Châu, 2 xe ở quận Thanh Khê và 1 xe ở quận Sơn Trà. Tổng cộng 12 chiếc, thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng. Qua trích xuất camera dọc các tuyến phố, trên đường và lần theo hướng di chuyển của nhóm nghi phạm, Công an quận Hải Châu đã khoanh vùng và xác định được nhóm nghi phạm gồm 9 người đi trên 5 chiếc xe máy. Trong cái thời điểm mà xảy ra cái vụ việc này đó, từ 2 đến 4 giờ sáng đó, thì cái số mà thanh thiếu niên đi chơi khuya tụ tập rất là đông, rất là nhiều. Do vậy mà cái việc sàng lọc đối tượng rất là khó khăn. Tuy nhiên là các lực lượng trinh sát của Công an quận Hải Châu đã tiến hành xác minh được một đối tượng có cái biển số như chúng ta đã thu thập,
Thì trên cơ sở đó là chúng tôi mời về làm việc và đấu tranh, thì đối tượng khai nhận cái hành vi của mình. Trong đêm ngày 24 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập 9 thanh thiếu niên trên địa bàn quận Hải Châu, tất cả đều dưới 18 tuổi. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Trường Nguyên Phương, Hà Phước Duy, Hồ Quốc Đạt, Nguyễn Đình Vĩnh Lộc, Võ Thành Công, Lê Hoàng Minh Tâm, Trần Thành Trí, Võ Trung Nhân cùng chú quận Hải Châu, và đối tượng cầm đầu ném đá nhiều xe nhất là Nguyễn Hữu Bình, chú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Để kịp thời động viên khen thưởng cho các lực lượng tham gia phá án, ngay trong đêm ngày 24 tháng 5, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố đã thưởng nóng cho Công an quận Hải Châu 10 triệu đồng. Cái vụ này tính chất rất là côn đồ, cho nên là cái này cũng phải lần nghiêm theo pháp luật. Cái đối tượng này đều thực hiện biện pháp, áp dụng biện pháp ngăn chặn và để làm rõ từng hành vi của từng đối tượng, tất cả đều đồng phạm theo các hành vi quý của tài sản. Bằng sự cố gắng nỗ lực với quyết tâm cao nhất của các lực lượng Công an quận Hải Châu, nên vụ việc đã nhanh chóng được làm rõ, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận, tạo được lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an thành phố. Chương trình truyền hình an ninh Đà Nẵng tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.